Rồi như vậy cái begin room là cái phòng xuất phát của chúng ta là phòng này. Đó. Thì trước tiên trước khi thầy làm thì thầy cần biến đổi cái hình này cho nó đẹp hơn. Tức là thầy sẽ tăng sáng cho cái phòng này nó sáng hơn. Rồi, như vậy trước khi thầy tăng sáng thầy sẽ nhân bảng layer. Nhân bảng layer là bằng phím Ctrl Z là nhân bảng layer lên thành một layer mới là layer 1. Đó. Nha, Ctrl Z là nhân bảng lên. Sau đó thầy tăng sáng lên nè, thầy nhấn phím Ctrl L. Đó. Ctrl L là ở đâu ra? Image Adjustment Level. Image Adjustment Level là viết tắt là Ctrl L, có nghĩa là chúng ta đang cân bằng trắng, chúng ta bấm một cái này. Nó sẽ ra cái bảng điều khiển này. Thì nó có ba cái nút, nút bên trái là màu đen, nút bên phải là màu trắng và nút ở giữa là màu xám. Nó đại diện cho bên trái là màu đen nè, bên phải là màu sáng. Bên trái là màu tối á, màu tối, bên phải là màu sáng, ở giữa là màu trung tính. Thì thầy sẽ kéo cái nút này nè, kéo vào bên trái. Chúng ta thấy cái phòng nó sáng hơn chưa? Cái phòng sẽ sáng hơn, đúng không? Đó, mình lại nè. Tối hơn, sáng hơn, tối hơn, sáng hơn. Vậy sáng rực luôn, đúng không? Mà mình cho vừa vừa thôi, đừng có sáng quá, nó cháy hình luôn là sai. Nha. Photoshop cũng vừa vừa thôi, Photoshop quá nó bị lộ. Đó, như vậy nè, đó, tăng sáng từ từ lên cho nó sáng, phòng nó sáng sủa lên một tí là được. Là những ok. Rồi. Và để so sánh với lại cái kết quả ban đầu thì chúng ta sẽ có biểu tượng cái con mắt ở đây nè, tắt mở con mắt đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái kết quả hơn là phòng chúng ta sẽ sáng hơn đó. Như vậy là xong bước thứ nhất là thầy làm cái phòng sáng hơn. Bước thứ hai thầy sẽ cần mang cái nàng Mona Lisa qua ghép qua bên đây. Đây đây chính là nàng Mona Lisa này. Rồi, thầy cần phải mang cái nàng nàng này qua. Rồi, và mang mang cái này nàng này qua thì chúng ta sẽ mang cái nàng thôi, không lấy cái background phía sau. Cho nên là chúng ta sẽ chọn đúng cô gái thôi. Chúng ta dùng công cụ nó có tên là Magnetic Lasso Tool. Magnetic Lasso Tool thì ý nghĩa của cái lệnh này, cái chữ magnetic á, tiếng Anh á, mình dịch tiếng Việt á, có nghĩa là cái nam châm. Magnetic là nam châm, ý nghĩa của nó là một cái nam châm hút, nó sẽ hút màu. Chúng ta bấm một cái lệnh này và thầy làm một lần là ta sẽ hiểu ngay. Và nhớ là tắt cái caps lock đi nghe, tắt cái caps lock đi. Và chúng ta có cái này thì khi đó chúng ta sẽ đi một vòng nè, chúng ta nhấp một điểm thôi và chúng ta đi một vòng, chúng ta đi nè, chúng ta không kích cũng được, nó cũng tự kích. Cần chúng ta cẩn thận thì chúng ta tô lông nó tự kích một cái đó, là nó tự động nó men theo mình chỉ đi mình rà chuột thôi, mình rà chuột thôi, mình không có kích gì, mình không có nhấn chuột gì hết. Lâu lâu mình kích một cái là được, nó là tự động nó sẽ bám theo cái hình của chúng ta, nó bám theo có thể đúng hoặc có thể sai thì không sao hết, từ từ chúng ta sẽ bổ sung sau đó. Chúng ta đi một vòng cái này, lâu lâu kích một điểm một cái đó. Sao bữa giờ mình không tập cách này thầy? Thì mỗi mỗi bữa mà sao một lệnh mới chứ, một ngày mà không thể nào học hết tất cả các lệnh được, đúng không? Tức là mỗi hình mình, Đi kiểu nghe thì nó dễ hơn, nó dễ lấy, nó đẹp hơn rồi này. đúng rồi, nó đẹp hơn, nó mượt hơn. Thì mỗi ngày mình sao một lệnh mới khác nhau, đúng không? Mình sẽ có, sau đó mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ tùy tùy biến, mỗi bài sẽ có mỗi lệnh khác nhau để làm đó. Nhưng mà chưa chính xác đâu, là mình đi một vòng như vậy trước. Rồi sau đó mình dùng tiếp cái công cụ Polygonal Lasso Tool này, chúng ta mới đi kiểm tra lại. Ví dụ nếu chỗ này nó ló ra thì chúng ta trừ đi, ló ra chúng ta trừ đi nè, trừ bớt đi chứ không phải là đúng liền đâu. À, đó, trừ bớt đi, chỗ này nó ló ra nè thì trừ bớt đi đó, trừ bớt đi đó, chỗ này ló ra nè trừ bớt đi. Rồi chỗ nào thiếu, Làm càng kỹ càng đẹp luôn. à, sau đó mình thiếu thì mình cộng thêm vô nha. Chỗ này nè bớt đi, nói chung là mình đi rà soát lại chỗ nào, ví dụ như này thiếu nè thì phải cộng thêm cho nó, thiếu thì phải cộng thêm. Ý, cộng thêm là phải nhấn dấu cộng nha, cộng thêm là phải nhấn cái dấu cộng đó, là add to selection đó, thì cộng thêm đó,
chỗ này thiếu nè, cộng thêm. Đó, cộng thêm. Đó, chỗ này dưới này thiếu nè, cộng thêm. Đấy. Đó, cho nên là không phải chọn một lần là đúng hết được được liền đâu, chúng ta phải có cái bước kiểm tra và sửa. Rồi, như vậy thì chọn xong được nè Mona Lisa rồi, và rất là nhanh nữa. Nhờ cái công cụ là 500 phút. Rồi, sau đó Ctrl C qua bên đây, Ctrl V dán qua bên đây. Đó, rồi nhớ là những chữ V là thoát lệnh nha. Những chữ V thoát lệnh rồi mới ghép vào đây. Ctrl T rồi mình kéo. Đó, thì bây giờ là ha, khi thầy kéo là nó co giãn này thì phải nhấn shift thì nó mới đều được nha. Đó là do mình muốn dùng phương án nào thôi. Còn nếu ngay từ đầu mình kiểm chọn cái mắt xích nè, cái khóa này này là cả hai cái cùng thay đổi luôn, đó là do mình quyết định thôi, cái đó là mình option thêm thôi. Rồi mình ghép vô thì làm sao cho nó cứ để đây cái đã, rồi chính xác thì mình sửa sau, cứ để đây đi cái đã. À. Rồi. Bây giờ mà khi mình để vô thì cái này xong rồi thì mình đóng lại. Rồi, bây giờ thầy sẽ lưu phim lại xem như phần 1 đi. Phần 1 đó là thứ nhất là tăng sáng căn phòng, thứ hai là chọn được cái nàng Mona Lisa mang qua đây, để đó rồi thầy sẽ chỉ tiếp. Rồi, ok, thầy lưu.